Dạ, nông cơ Huy Hoàng xin kính chào toàn thể các anh quý vị các bác nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đông Sơn, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Vâng, thì hôm nay thì cửa hàng chúng em lại tiếp tục sưu tầm được một máy cưa Estin 1S170C, hàng cực phẩm cực kỳ đẹp luôn các bác nhé. Tình trạng máy thì em nghĩ là chắc phải nói là 99% cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhé. Con này được tích hợp cho các bác là một bộ chụp giật trợ lực. Đó, cực kỳ tiện lợi, hàng Estin 1S170C, nòng 37 ly. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu sử dụng gia đình về sưu tầm cũng như là về để trưng bày một con máy cưa hàng mang thương hiệu của hàng Đức các bác nhé, hàng bãi đó Đức, mà tình trạng máy thì quá là xuất sắc luôn các bác. Quay tổng thể cho các bác nhìn qua một cây máy này quá là ok luôn các bác nhá. Ốc này sáng trưng luôn các bác nhá. Đó, nói chung là em nghĩ là chắc do chủ cũ người ta quên xài hay là người ta không có sử dụng nên là một chiếc máy cực kỳ đẹp và chất lượng luôn các bác nhá. Đẹp từng con ốc luôn. Quay cho các bác xem qua cây lam của nó này, một sợi xích của nó này, cực kỳ vip và chất lượng luôn các bác nhá. Các bác nhìn sợi xích của nó thấy có sự khác biệt không ạ? Đó, lam của con này là 35 phân các bác nhá. Lam nguyên zin của nó luôn, lam là lam bánh xe. Đó. Cực kỳ đẹp luôn. Phần bô này các bác nhìn qua phần bô ạ. Từ tem mác này, thông số của nó này, còn từ A tới Z luôn các bác nhá. Còn là cái này là cái mã vạch của cây máy này các bác nhá. Đấy, quay tổng thể cho các bác xem qua cây máy cực kỳ vip và chất lượng. Ốc nhìn như mới luôn các bác nhá. Tình trạng quá là xuất sắc luôn. Nói chung là con này thì rất là hiếm hàng các bác ạ. Lâu lâu mới có được một cây mà cực phẩm và chất lượng như thế này thôi. Nên là các bác nào mà ưng ý con này thì hãy nhanh tay và liên hệ ngay qua cho em để đặt hàng các bác nhá. Bởi vì hệ này thì cũng không phải là lúc nào cũng có sẵn hàng đâu ạ. Chỉ lựa cửa hàng chúng em, nói chung là phải nói là kiếm được một hệ như thế này thì cực kỳ khó luôn các bác nhá. Các bác nhìn qua, nhìn điện này, nguyên zin đẹp chắc chắn luôn các bác nhá. Ốc nguyên zin này, buji zin này, buji 7 màu luôn các bác nhá. Nòng zin này, bô thì sáng kén rồi. Đây, quay tổng thể cho các bác xem qua, cực kỳ đẹp và chất lượng. Đó, chế xăng máy thì trông như mới luôn các bác nhá. Các bác nhìn sợi dây giật này. Dây giật đi ạ. Các bác nhìn cây dây giật xem là có thấy vip không ạ? Dây giật nhá. Dây giật trắng phau như mới luôn các bác nha. Cực kỳ đẹp luôn. Máy móc em đã dọn nổ cũng như là căn chỉnh ngon lành hết rồi. Về các bác chỉ việc xài và sử dụng thôi. Linh kiện để đảm bảo cho các bác là bao zin, chưa bung chạm máy móc gì luôn. Đấy, thắng xích thì còn sử dụng đầy đủ nguyên. Một con máy hàng vip cực kỳ chất lượng rồi. Thắng xích còn sử dụng đầy đủ nguyên các bác nhá. Đó. Hàng máy cưa siêu tầm. Cho các bác nào mà đang có nhu cầu cần những hàng máy chất lượng mang thương hiệu của hàng Đức. Nói chung là hệ này thì cũng bây giờ nếu mà các bác muốn mua mới thì cũng có, tại vì cái đó nhưng mà nó là sản xuất tại Trung Quốc các bác nhá. Sản xuất tại Trung Quốc nên là nhiều các bác khách lại không có thích sử dụng, thích mà hàng hệ đến từ bãi mà đẹp tình trạng như thế này cơ. Thì hãy liên hệ ngay qua tre, test nổ luôn cho bác nghe qua tiếng máy nhá. Em đã căn chỉnh dọn nổ tất cả ngon lành rồi, giật nhẹ cái là nổ rất là nhạy nổ luôn các bác nhá. Máy móc cực kỳ đẹp, tình trạng đẹp 99%, cực kỳ vip. Các bác nào mà ưng ý con này, chốt con này thì hãy liên hệ ngay qua cho em là số điện thoại 0354392929. Và cửa hàng chúng em thì con này thì giá thì không hề rẻ các bác nhá, không hề rẻ. Nên chủ nhu cầu cho các bác nào mà thật sự mà đam mê về hệ này mà để trưng bày thôi, cũng như là về mà đẹp, nói chung là đẹp mà muốn máy mà đẹp như mới ấy, thì liên hệ qua cho em các bác nhá. Đó, giá thì con này thì không hề rẻ nên là các bác hãy cân nhắc kỹ. Các bác nào mà thật sự cần thì hãy liên hệ qua cho em để tham khảo giá. Rồi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.